lời khai của thầy giáo trong vụ học sinh lớp 9 tử vong ở bể bơi. Làm việc với cơ quan công an, thầy giáo Trần Lâm Thắng khai nhận, theo quy trình khi dạy phải phát phao bơi, nhưng do có một mình tôi quản lý quá nhiều học sinh nên chưa kịp phát phao cho các em. Ngày 24 tháng 8, Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Trần Lâm Thắng là giáo viên dạy bơi của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ nam sinh lớp 9 tử vong khi học bơi tại trường. Làm việc với cơ quan công an, giáo viên dạy bơi Trần Lâm Thắng cho biết, tiết dạy bơi lội chiều ngày 22 tháng 8 là buổi thực hành đầu tiên của lớp 9A1 do giáo viên này đứng lớp. Theo lời khai của thầy giáo Trần Lâm Thắng, quy định của nhà trường là mỗi tiết dạy bơi sẽ có một giáo viên phụ trách bộ môn và hai nhân viên cứu hộ. Thế nhưng vì quá tin tưởng vào bản thân, thầy Thắng cho các học sinh tập thực tế ở bể dù không có nhân viên cứu hộ. Theo quy trình khi dạy phải phát phao bơi, nhưng do có một mình tôi quản lý quá nhiều học sinh nên chưa kịp phát phao cho các em. Thầy Thắng khai tại trụ sở công an, đồng thời cho biết mình không nắm rõ học sinh nào biết bơi, học sinh nào chưa biết bơi. Giáo viên Trần Lâm Thắng cũng thừa nhận trách nhiệm của bản thân khi không tập trung quan sát học sinh mà mải mê dùng điện thoại. Khi nghe tin chìm dưới đáy bể, tôi cùng một số giáo viên nhanh chóng cứu vớt em lên bờ và tiến hành các biện pháp sơ cứu, rồi nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Nhưng khi đến bệnh viện, các bác sĩ thông báo em A đã tử vong, giáo viên Trần Lâm Thắng nói và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Công an xác định, vào chiều ngày 22 tháng 8, lớp 9A1 của Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam trụ sở tại phường Dương Nội, quận Hà Đông có tiết bơi lội từ 13 giờ 20 phút đến 14 giờ do giáo viên Trần Lâm Thắng phụ trách. Vào khoảng 13 giờ 20 phút, giáo viên Thắng tập trung học sinh lớp 9A1 có 27 học sinh tại khu vực trước cửa bể bơi để chuẩn bị cho tiết bơi lội. Giáo viên Thắng cho học sinh khởi động khoảng 10 phút sau đó chia một nhóm tự hoạt động thể thao tại khu vực sân trường và một nhóm 11 học sinh do giáo viên Thắng trực tiếp dẫn vào bể bơi để thực hành bơi lội. Nhóm này có cháu P, H, A sinh năm 2008, nhà ở quận Nam Từ Liêm. Sau khi dẫn học sinh vào bể bơi, giáo viên Thắng không phổ biến, hướng dẫn mà ngồi ở ghế đầu bể bơi để cho các em học sinh tự do xuống bể bơi thực hành. Quá trình này, giáo viên Thắng không quản lý, giám sát mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Thầy Thắng đã không phát hiện việc học sinh P, H, A xuống bể bơi nhưng không bơi, chỉ đi bộ đến đoạn qua dây phao ngăn cách độ sâu 1,2m và 1,55m. Học sinh P, H, A vùng vẫy liên tục trong khoảng 3 phút trước khi bị chìm. Sau khi học sinh P, H, A bị chìm xuống đáy bể bơi, giáo viên Thắng vẫn ngồi vị trí cũ sử dụng điện thoại di động. Khoảng 20 phút sau, giáo viên này yêu cầu các em học sinh lên bờ rồi cho lớp tự giải tán. Lúc này, vẫn chưa ai phát hiện học sinh P, H, A bị chìm. Đến 14 giờ 6 phút, anh Hà Văn Xuân là nhân viên dọn vệ sinh của bể bơi phát hiện cháu P, H, A nằm bất động dưới đáy bể ở khu vực mực nước sâu 1,55m. Người này cùng một số giáo viên trong trường đưa cháu P, H, A vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định cháu P, H, A đã tử vong ngoại viện.